Xin chào các bạn, mình là Đức và chúng ta đang theo dõi chuyên mục review đồng hồ của Duyên Watch. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một mẫu dress watch sang trọng, cổ điển mang tên là Certina DS8. Vâng, mẫu đồng hồ trên tay mình đây, một sản phẩm đến từ Thụy Sĩ của thương hiệu Certina, nhà sản xuất đồng hồ có lịch sử từ năm 1888, nay là thành viên của Swatch Group, tập đoàn đồng hồ Thụy Sĩ lớn nhất thế giới. Mà nói đến đồng hồ Thụy Sĩ, nhất là đồng hồ cơ, cho người mới bắt đầu thì không thể không kể đến Tissot Lolog. Bản thân mình đã sở hữu mẫu đồng hồ này cách đây 3 năm và thấy trải nghiệm sử dụng rất là chất lượng và tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu để mà nói một mẫu đồng hồ có thể cạnh tranh được với Lolog một cách toàn diện thì đó chỉ có thể là Certina DS8. Sở dĩ mình lựa chọn mẫu Certina này và coi nó là một đối thủ rất đáng gờm của Lolog bởi vì nó có tất cả những gì mà Lolog có, đồng thời lại có thêm những thứ mà Lolog không có. Đầu tiên là về xuất xứ. Tissot là hãng đồng hồ Thụy Sĩ được thành lập vào năm 1853. Certina thì cũng vậy, lịch sử ngắn hơn một chút từ năm 1888. Tissot thì tiên phong về kỹ thuật, họ sở hữu những mẫu đồng hồ cảm ứng đầu tiên, đồng hồ bằng gỗ, đồng hồ bằng đá đầu tiên. Trong khi Certina cũng không kém cạnh với công nghệ bảo vệ kép Double Security, công nghệ đồng hồ quartz siêu chính xác là Precise Drive. Tissot và Certina đều có phong cách thiết kế cổ điển, đậm chất Thụy Sĩ và vì đều là thành viên của Swatch Group nên họ cùng nhau thừa hưởng những lợi thế về bộ máy Powermatic 80 cùng những công nghệ hoàn thiện đỉnh cao của tập đoàn này. Với mức giá tương đương nhau chỉ khoảng 15 triệu đồng, đẳng cấp hơn các dòng máy auto của Nhật Bản nhưng lại dễ tiếp cận hơn so với những mẫu đồng hồ tương tự của Longines hay là Mido. Quá tuyệt vời cho những ai mới bắt đầu khám phá vũ trụ đồng hồ Thụy Sĩ. Đó là những điểm tương đồng của hai sản phẩm, còn bây giờ là những gì khác biệt. Nếu như Lolog có một diện mạo tương đối cầu kỳ với thiết kế dial dạng scepter, vân Cloud of Paris tinh xảo ở phần trung tâm thì DS8 lại cực kỳ đơn giản, mặt số hoàn toàn trơn, chỉ duy nhất có cọc số được gắn nổi. Cách mà Certina lựa chọn để hoàn thiện dial cho mẫu này thì tạo một cảm giác rất là thanh lịch và nhã nhặn, vừa nhẹ nhàng, vừa sang trọng và tinh tế. Thêm một điều nữa là ở một góc độ nào đó mặt dial này trông như được hoàn thiện từ kỹ thuật tráng men vậy, khá là tuyệt. Tiếp theo, Lolog của Tissot thì sử dụng kiểu kim lá, còn Certina lại sử dụng kim stick, khá là thanh mảnh. Vẫn là ngôn ngữ thiết kế tối giản, với không một chi tiết thừa, bộ cọc số la mã cổ điển được tạo nên bởi những ký tự dạng phông không chân, sans serif, hài hòa với tổng thể chung, khác biệt với kiểu phông có chân trên mẫu Tissot. Hơn thế nữa thì dù vẫn sử dụng kính sapphire như nhau hay là cùng là vỏ thép không gỉ nhưng ẩn sau chiếc Certina lại là công nghệ Double Security độc quyền, đem lại khả năng chống va đập vượt trội so với những sản phẩm khác. Đây chính là lợi thế lớn nhất của Certina. Double Security sẽ còn đem đến cho DS8 khả năng chống nước ở mức độ là 10 ATM so với chỉ 3 ATM của Lolog. Và cuối cùng là thiết kế vỏ và kích thước. Mẫu này có đường kính là 39mm, gần như là tương đương với mức 39,3mm của Tissot, nhưng form vỏ được tạo nên bởi hầu như toàn bộ là các đường cong liền mạch với nhau, nên sẽ có cảm giác là nhẹ nhàng hơn khi đeo lên tay. Và đây là mình đang thử thêm cả mẫu Lolog để các bạn tiện có thể so sánh. Với tất cả những yếu tố trên, bạn sẽ chọn Certina DS8 hay là Tissot Lolog. Một bên là thiết kế tinh giản với những đường nét mềm mại, thanh thoát, còn một bên là sự sang trọng, chững chạc, đậm chất truyền thống của Thụy Sĩ. Certina tuy lâu đời nhưng mới quay trở lại Việt Nam và còn chưa được biết đến nhiều. Trong khi đó thì dòng Lolog cũng như là thương hiệu Tissot vốn đã là những cái tên đã nổi tiếng trong thế giới đồng hồ. Bạn sẽ chọn phong cách nào hay là ưu tiên yếu tố nào khi lựa chọn đồng hồ? Hãy chia sẻ với bên mình nhé. Nếu chưa thể có quyết định thì hãy đến ngay với các showroom của Duy Anh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp trải nghiệm. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.